Chào mọi người, tuần vừa rồi của các bạn như thế nào? Các bạn có nhớ đến hành trình khám phá Vịnh Hạ Long của Khánh, chị Hà và siêu mẫu Cindy Bishop không? Chúng tôi đã thực sự choáng ngợp trước vẻ đẹp kỳ vĩ của Vịnh Hạ Long. Không hổ danh là kỳ quan thiên nhiên thế giới, những hòn đảo với hình dáng độc đáo, động thiên cung huyền bí và làng chài Cửa Vạn thì đầm thắm ngọt ngào trong những làn điệu của người dân vùng biển. Tất cả đã để lại một ấn tượng mạnh trong lòng chúng tôi. Chắc chắn Khánh sẽ không bao giờ quên. Tuần này, chúng tôi sẽ đưa mọi người khám phá trung tâm thành phố Hạ Long với những món ngon đặc sản của Quảng Ninh. Khi du lịch bất cứ đâu, ngoài những thắng cảnh đẹp thì ẩm thực là điều vô cùng quan trọng và mọi người rất là quan tâm. Đặc biệt, ẩm thực vốn là thế mạnh của du lịch Việt Nam nữa chứ. Chắc chắn Cindy sẽ thích lắm đây. Đang có mặt trên khu phố đi bộ và ăn uống dành cho tất cả những người du lịch khi đến với Quảng Ninh, Hạ Long Bay. Và hiện tại thì đang nhìn thấy là rất là nhiều những cái quán hải sản. Chắc chắn ở đây thì đặc sản là hải sản rồi. Và như mọi người, trước khi chúng ta ăn thì chúng ta nhìn lên cái quang cảnh ở đây một chút, là tất cả ngôi nhà ở đây, những cái shop ở đây họ cố xây theo một cái phong cách cổ và treo rất là nhiều lồng đèn. Me too. Me too. In Thailand, yeah. Yeah, with the ice, yes. Cho chị mấy cái ly được không? In Vietnam they call chè. It's like a buffet, so you can choose it yourself. Cho chị mấy cái ly. Có thể cho chị đứng chỗ em, chị bán hàng luôn không em? Rồi. Có ai muốn ăn chè không ạ? Có ai ăn chè không ạ? 10.000 một ly nhá. Phố du lịch về đêm này còn được gọi là phố cổ. Đến đây, du khách có thể tha hồ ăn uống những món ăn đặc sản của Hạ Long, cũng như rất là nhiều mặt hàng quà tặng được bán nhộn nhịp. Đây cũng là điểm đến phù hợp cho các bạn trẻ có nhu cầu vui chơi về đêm, vì nơi này được xem là nơi sáng đèn khuya nhất tại Hạ Long. Chè rất là ngon, đậu đen, đậu xanh, dừa khô, thạch đen và... You wanna shop something here? Let's take a look! Mặt hàng này thì Hà nghĩ có một món hàng rất là ý nghĩa để dành tặng cho Cindy, đó chính là biểu tượng du lịch của Hạ Long, đúng không ạ? Làm bằng than hả chị? Làm bằng than đá, bởi vì Quảng Ninh là nơi có vùng mỏ than đá lớn nhất. Do you remember this island? Yeah, yeah. Yes, we saw that today. Yeah. It's a cock, I think it's from the Hạ Long Bay. It's charcoal. Charcoal from Quảng Ninh. So, and Quảng Ninh is the city of charcoal. Ah, okay. Me and Khánh gonna buy this for you. Oh! Và bây giờ chúng ta sẽ đến với một trong những nhà hàng hải sản lớn nhất tại khu phố này. Tà tà. If you come to Hạ Long Bay, you cannot not have seafood, you know? So, now, enjoy! Hey! Wait for me! Woo! I think today they will bring us all the special dishes here. Cái gì? Cái này gọi là gì? Xá sùng. Xá sùng. Xá sùng. It's a soup. Con xá sùng là con gì anh? Con xá sùng là một cái con mà nó ở dưới vùng biển ấy, nhưng mà nó sống ở cái dưới cái lớp đất ở dưới nó biển. Hình là cái con nhìn nó là cát. Nó nhìn nó giống hơi giống một chút cái con giun. Like a sea worm.
sea worm. Look like that. Và tiếp theo là nhà hàng hải sản Seafood kính gửi đến anh chị món chả trứng sam. Và tiếp theo là món tôm hùm bông ạ. Tôm hùm bông sốt xin chiêu ạ. Và chúc anh chị và mọi người sử dụng món. Cảm ơn nhiều nhá. Thank you. Hiện đang ăn là súp giá sủng và đặc biệt là ở đây có món trứng chiên sam và sam chua ngọt. Con sam này nó chỉ sống được ở vùng biển mà nước ấm nhỉ, và không còn nuôi được nó. Có là đài bắt đề phao sau đấy là chế biến thành thực phẩm ngay và luôn, bởi vì đài bắt đề phao 3 ngày nó chết. And let's see the taste. It's time to eat the mama. Oh, it's like almost like lobster. Mmm. Mmm. Good? Good. Mmm, you have to. It tastes like egg, but I'm trying to taste what the... It tastes like hải chiều. Lắm các bạn ơi, cái món ăn ở đây được trang trí đẹp và lại ngon miệng. Khi ăn, Khanh cảm nhận được rất rõ độ tươi của các loại hải sản. Các bạn nhìn xem, có vẻ Cindy đang rất là hài lòng và thích thú. Không chỉ riêng Cindy mà rất là nhiều du khách quốc tế đến thăm Hạ Long đã phải trầm trồ về những món ăn được chế biến từ các loại hải sản đặc trưng của Hạ Long. Dùng buổi tối xong, chúng tôi lên xe về khách sạn nghỉ ngơi. Những địa điểm khá gần nhau nên khoảng có 5 phút là đến nơi thôi. Nơi chúng tôi ở là một trong những khách sạn 5 sao hàng đầu tại thành phố Hạ Long, nằm ngay trung tâm của Bãi Cháy. I'm so cold. You sure? Oh, and then tomorrow you're gonna take me some more, right? Of course, of course. Thank you, cảm ơn nhiều. Cảm ơn chị. Cảm ơn mọi người. So why don't we go to check in now? Okay. And after check-in, we're going to have coffee and we can see the city view. What do you think? I think that's a great idea. Yay! Let's go. Yay! Yay! Oh, this is nice. Romantic. Yeah. When I travel, when I come to every big cities, I only find rooftop so I can see the city view. So this is the good choice, huh? So we can see the wheels and the bridge. The bridge. Yeah. Very, it's the biggest bridge. Very colorful. Yeah, in Ha Long Bay. I feel like Ha Long is have like culture, very traditional, beautiful nature, and then it's also becoming like a modernized, yes, yeah. Yeah. So you have everything here. Nhìn từ trên cao, Hạ Long về đêm thật lung linh. Chiếc cầu trước mắt chúng ta đó chính là chiếc cầu Bãi Cháy, bắt nhịp giữa Bãi Cháy và Hòn Gai. Chiếc cầu được trang trí muôn ánh đèn nổi bật giữa lòng thành phố. Đây là một chiếc cầu to nhất, dài nhất và được xem là biểu tượng của thành phố Hạ Long. Chúng tôi lại cùng nhau kể cho Cindy nghe nhiều hơn về vẻ đẹp và sự phát triển của tỉnh Quảng Ninh. Cindy đang rất là mong chờ đến ngày mai, chúng tôi lại tiếp tục khám phá nhiều nơi và nhiều món đặc sản hơn nữa. Trời đã khuya rồi, chúng tôi phải về phòng nghỉ ngơi, chuẩn bị cho một ngày cùng những thú vị đang chờ đón nhé. Almost there. Almost there. Can I come in? Ten, 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 ten. Ten, 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 ten. Wow. Wow. Fancy. Okay. Enjoy. Okay, and have a great sleep. Okay, okay, see you tomorrow. Bye. Bye. Bye.
how was your sleep? Oh, it was good. Last night. Really? Good, yeah. I woke up with a beautiful view. Nice view. Yeah. Nice view. And sunshine, everything. So, Lee? I don't know. Where is he? We forgot him. We forgot Lee. Maybe he's coming down. Okay. But now, I will bring you guys to the really small restaurant. They have a traditional noodles with the seafood. Oh, okay. And in Vietnam, they call bê bê, like kind of seafood, but really small one. And then they put inside the rice noodle. Oh, okay. Yeah. Hôm nay thì Hà sẽ dẫn Cindy đi tới một cái cửa hàng, một cái quán có đặc sản là bún bề bề và bánh cuốn chả mực. Nghe rất là hấp dẫn. Sẽ cùng thử tự tay làm những cái món ăn như thế nào. Lần đầu tiên Hà biết học nấu ăn. What? That's a I think we have to cut like small, tiny one first and then put inside. Oh my god, it's like do exercise. Yeah. I think we... gym, huh? I'm so sorry. Chào mọi người. Dạ, chào anh. Bây giờ đây là cái quy trình gọi là để chế pasta. Đây là công đoạn sơ chế. À, sơ chế. Thế là bây giờ mình sẽ cắt thế nào ạ? Mình sẽ đầu tiên là mình sẽ lau khô con mực. Mực phải lau thật khô. Do vậy là nó sẽ không còn nước và thịt thể biến sẽ ngon hơn. Sau khi lau khô xong là bắt đầu mới sang giai đoạn thái, thái nhỏ. Thái nhỏ để dễ giã hơn, sang giai đoạn giã. Em có thể này, okay, tức thái nhỏ được. Tất cả mọi người đều đang sợ hãi việc cắt mực và chỉ có một mình Hà sẽ thái đều, thái nát. She cut, I do this and you fry. So it makes sense. This is too manly for you. Cho em giả trước cái đống này được không anh? Được em. Rồi. Ok, đây em đội mũ cho đúng chất làng chài luôn. Đúng luôn. Và cũng không để tóc dùng vào trong mực, hiểu chưa? Thời buổi này người ta có máy xay các kiểu, tại sao mình vẫn còn phải thực hiện cái quy trình giã như này á? Chả mực ở Hạ Long nổi tiếng là chả mực giã tay. Bản thân đây là một cái phương pháp chế biến truyền thống từ xa xưa. Các bạn có nhìn thấy chiếc cối, đây là chiếc cối cổ của làng Trại Cửa Vạn. Nó truyền lại rất nhiều đời xưa. Rồi. Trước đây thì cả một cái làng ấy chỉ có một cái cối để giã thôi. Đấy. Không có cối, ai giã thì ra đó. Và khi giã tay này thì sẽ đem lại cái độ giòn dai và nhuyễn của chả hơn rất nhiều so với cả dùng các loại máy công nghệ. Thành lã giã rất chuyên nghiệp ấy. Cố lên, cố lên. Năm cái nữa xỉu. Hai cái nữa thôi. Xéo, xéo. Come on, you can do it. I want to have break. Trong khoảng 1 tiếng thì mình sẽ giã được khoảng 1 cân. 1 tiếng 1 cân. Tức là cái này tiếng mới được 1 cân gọi là thịt mực mà được giã ra, mà người thì mất khoảng 10 kg. Cầm cái giã, giã 1 tiếng như này thì Hà nghĩ là một công chuyện hoàn toàn kinh khủng.
hoa khánh sắp mà chết nhưng mà mực vẫn chưa nghiêng. Đây là cái công đoạn nặn chả. Đây là những người thợ nặn là những viên chả tròn. Và sau đó dùng kỹ thuật để ấn dẹp ra tạo nên những cái miếng như thế này. Không được tròn rồi. Dạ, đôi khi em thích con mèo. Để. Ok. Tăng đều dần. Ôi, tôi chết rồi. Dính. Không có thế là gì. Hình như cái thứ hai tròn hơn rồi đó. Hà đã nặn từ chả mực ra thành hình chữ S của đội Việt Nam. Việt Nam rất đẹp luôn. Đấy, nghĩa là từ hình tròn mà thành hình chữ S. Món chả mực này sẽ ăn ngon nhất với bánh cuốn, rồi gọi là món bánh cuốn chả mực, một trong những đặc sản của Hạ Long. Hôm nay mời Hà, Cindy và Khánh sang thưởng thức. Rồi bây giờ mình sẽ qua học làm cái cách làm bánh cuốn. Bánh cuốn. Ok. Bà ơi, bà cho các nghệ sĩ trải nghiệm chả bánh cuốn. Yeah, Cindy's turn. Let's see. Let's go, Cindy. Thì nhất là Hà phải ăn thử cái thành phẩm của mình ấy nhé. Wow. Không hề dễ. Almost done. Trời ạ. Làm thêm, làm lại thêm cái đi chị. Tình hình là rất khó ạ. Làm lại thêm cái đi. Cá suýt thì nó lấy được rồi ạ. Anh để riêng đây tí, Hà phải thưởng thức cái này nhá. Anh ác với em. Cái này là của em đó. Cái này là em phải thưởng thức cái này. Yeah. Lucky dance. Bán món bún bề bề. Đây là bếp trưởng của nhà hàng sẽ hướng dẫn. Và món này là hình như hầu như người Hạ Long làm mỗi buổi sáng là đều ăn sáng bằng món này đúng không ạ? Bề bề thì rất bổ dưỡng. Nhưng cái đặc trưng tại sao mà chỉ ăn ở những vùng biển như Hạ Long mới ngon là vì con bề bề là loài giáp xác và sẽ tiêu ngay thịt và không còn thơm ngon khi không còn tươi nữa. Do vậy là phải chế biến kịp thời và thưởng thức ngay. Đấy. Và cái đặc trưng của cái nước dùng ở khu vực Hạ Long và nhà hàng Làng Chài là chế biến từ những cái loại hải sản như bề bề, phù kỳ, tôm. Đem lại cái độ ngọt rất đặc trưng, cái vị ngọt đậm và thơm. Let's go up and eat, huh? Yep. Let's go. Yeah, we can. Finally, now we know how to do it, right? We made these, right? Yeah. So cool. Look perfect. It looks, but is it gonna taste as good as it looks? We eat what we made. Yes. Okay, so now we try. The soup first, because it's hot, so. Vì chị nghe nói, đây là một trong những món ăn. Một trong món ăn bề bề, yes. Bề bề. Với lại chả mực nữa, tại vì chả mực là cái chả mà duy nhất chỉ có tại Việt Nam thôi, không có nước nào có hết.
Đúng rồi, là người Việt Nam mình chế ra món này và được nằm trong top 100 món ngon nhất của Việt Nam đi tới với bạn bè quốc tế. Cho xin thêm ớt được không em? It goes better with the vegetable, right? Bề bề. Nó vừa chín tới cho nên nó không có bị khô. Nó còn rất là ướt và cái thịt của nó tươi vô cùng. Và con bề bề này trứng không nè? Mọi người cần phải thử ngay con bề bề này. Ngon quá. Vì ở bên trong nó là có một có trứng, đường dài. Và cái thịt thì nó rất là ngọt, và nó dai dai, giòn giòn. Mà cái nước thì lại rất là thanh, để cho có thể tôm lên hết toàn bộ cái mùi của con bề bề. Bây giờ tiếp theo là món bánh cuốn trắng. Cái thịt của con mực này nó sẽ rất là dai, dẻo, giòn. Và nhìn rất là sạch, nhìn rất là sạch. Và được tận mắt chứng kiến người ta chế biến nên là hoàn toàn là mình tin chắc đây là sẽ thực phẩm rất là sạch. Như con xin đi mình chia sẻ thì ở Thái á, thì có chả tôm, chả cá, chưa bao giờ có chả mực, mà chỉ có Việt Nam có, nên là hiện tại đang rất là tận hưởng món ăn chả mực này. Khi mà chấm vào nước mắm ngọt thì nó sẽ bị hơi nhạt, còn đối với riêng Khánh thì Khánh thích là chấm nước mắm mặn hơn. How do you say squid? Mực. In Thai is lá mực. Ơ, xem. 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 Finally we have one. Mực, mực. Đây là Việt Nam gọi là mực, còn Thái Lan gọi mực. How do you say Arctic name? No quá. No quá. No quá. Nếu như mà đến Quảng Ninh mà mọi người không đến đây để ăn những cái những cái đặc sản như thế này thì chắc chắn là chưa bao giờ đến Quảng Ninh. Vì vậy mà giống như Hà đến Quảng Ninh rất nhiều lần rồi, nhưng mà đây là lần đầu tiên Hà đến đây để ăn thưởng thức những cái món ăn như thế này, thì mới đúng nghĩa là Hà đã đến Quảng Ninh rồi. Rất mong mọi người sẽ cùng đón xem tập sau để cùng khám phá tiếp với bọn Hà, đó là đến Tân Nam Khánh Thành tiên tử, một nơi hùng vĩ đẹp và thiên nhiên. Và rất mong tất cả quý vị hãy cùng đón xem một Việt Nam tươi đẹp vào lúc 17:20 chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV9. Và nhấn subscribe trên YouTube của Việt Nam tươi đẹp nhé.